Tuấn xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lát gạch. Hôm nay Tuấn sẽ ốp cái bức tường gạch 61 2m2 ở trên cái đầu cửa cho anh em xem nha. Tuấn sẽ ốp xong cái bức tường này lên tới cái đầu cửa, Tuấn sẽ treo cái gạch 61 m2 ngang qua cho anh em xem nha, bằng kẽm và đinh nha anh em. Tuấn sẽ ốp bằng keo qua liền luôn nha, không có chống chổi gì luôn nha anh em. Anh em xem nha. Ở đây là cái bức tường sơn nước, nó mới có trét một lớp một nha anh em. Mới có lớp một thì bây giờ trét keo anh em tưới nước lên, anh em băm sơ qua. Băm vô xong rồi anh em tưới nước, anh em kéo keo lên tường một lớp nha.
Thì cái trên đầu cửa này á, anh em đóng cái đinh ngay đây nha anh em. Rồi anh em đóng hai cái đinh hai bên cho nó vừa cái viên gạch nha. Rồi mình bắt đầu anh em cột cái kẽm vô nha. Thì anh em đóng cái đinh vô cho nó khoảng sát tường nha anh em, để khi mình đóng cái tấm gạch vô nó sẽ không có bị được cấn cái đinh nha. Đây hai bên anh em đóng hết như vậy luôn nha anh em. Anh em buộc cũng kẽm, bắt đầu anh em bỏ cái viên gạch lên anh em vị thôi là nó sẽ rất là cứng nha. Khi viên gạch của mình nó sẽ không có bị tuột nha. Cột kẽm xong rồi anh em đóng sát cái đinh vô tường luôn nha. Khi mình trải keo vào xong mình đóng viên gạch nó sẽ không có bị cấn cái đinh đó nha anh em. Xong rồi anh em chỉ cần đóng cái viên này, anh em bẻ cái đầu kẽm lên. Anh em thích anh em lấy cái băng keo anh em dán ngang lên viên gạch cũng được, không anh em bẻ lên trên viên gạch là được, là nó sẽ chịu cứng ngắc nha anh em.